Chào cả nhà. Nay nắng đẹp quá. Quá đẹp luôn. Cái trời của hàng giờ này nha. Giờ này thì mát mẻ. Nắng thì nhưng mà mát, có gió mát lắm. Nay gần tới nước nữa rồi, bữa nay mười mấy rồi. 14 gầm là tới nước rồi. Anh em tiếp tục đi lần hợp. Chiến dịch đi lấy 20 đi, em lấy 20. Dành tối gì cho anh nè. Này giờ tới trăm mấy à? Này tao khổ dữ hả? Cho nên thuốc nè, về nữa nè. Đi lấy bịch cho em, lấy bịch cho người hết đó đi. Cho anh à, anh Hải anh chụp đi, lấy chụp cho anh Hải đi. Cho anh rết chứ. Cho anh rết anh chụp. Với à, anh Chí. Xin chụp dịch cái phút ơi. Khổ à, ăn đâu giờ trời. Khổ thiệt á. Giờ đi xuống dân cá phi vậy, xin cá phi dân cá phi đúng không? Mà có hùng dịch kệ ăn được. Đủ chưa? Cái hùng dịch luôn, hùng bự cũng xin. 10 tấn. Trời ơi, cái hùng bự mới chịu. Lại lại, lại mang tiếng xin rồi. Xin tiếng nhỏ cũng mang tiếng. Mang lo trước à. Đây là phải chơi bự. Gác thôi lấy bọc là... Dân cá phi đâu hả? Ở đây có cá phi sống dân luôn. Em anh bỏ vô bọc này luôn đi. Tèo. Dạ. Cho dịch, nói cho hồ dịch hồi đi ăn cá về cho cá lại nha. Ê, mày nhớ có cà phê, tao phải cà phê á. Tao cũng phải cà phê dữ lắm á. Chết nha gì trời. Tại sao mày không lấy cái bịch khác để hồ dịch để vô cho nó được. Về bỏ con. Đi đi. Né nè, bịch nè. Em lấy cho rớt kìa. Đấy á. Nghe không dịch cứ từ từ cho nó bịch bịch bún luôn ơi, bún tí cho tới giờ còn rồi, cứ người bịch bịch từ từ sạch đi, lấy 20 đi, người kia 20, còn mấy người kia mỗi người chục 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 hết rồi có dư ra tính tiếp. Chia hết xóm mày, còn nhiêu đây? Mắc cười, người túm túm, nghĩa, nghĩa túm, hết xóm rồi. Cho anh Vũ, Vũ cũng cho đồ ăn hoài. Trứng to to, trứng gà đây là trứng miên. Nè, xách cái bịch lên em, kìa. Mẹ, mẹ ơi. Cảm ơn anh Phúc. Chục hộp dịch lộn. Hộp dịch chơi. Mẹ mẹ ơi. Ơi. Mẹ. Nguyên trứng này, trứng này đâu hả? Ở cái này nó để một con dịch xuống rồi. Trứng này của ai? Bác Phúc. Bác Phúc hả? À. Gì? Sao đập nó? Không. Gì chừng nào ăn ăn chứ đừng có đập đó. Đập. Đập. Nó ăn. Nguyên chào cả nhà đi. Chào cả nhà. Rồi giới thiệu luôn, giới thiệu đây là trứng gì? Trứng hộp dịch. Của ai? Của Bắp Phúc. À. Mấy nồi trứng á. À. Trứng hộp dịch này ăn ngon ngon á. Ừ. Rồi to không? To. Siêu to gì? Nè, nó nhỏ nè. Cái này là hộp gà, trứng gà. Ủa, trứng gà? Trứng của cái con gà đó. Cái này có con gà ở trong đây không? Không, ấp mới có con gà. Ấp nó có chà gà. Ừ. Sao nó để được vậy? Hỏi sao mà gối quá. Ngồi. Ai? Ở đâu có trứng vậy? Của ai cho? Này trứng người của chị Thảo, bốn cô tí. Mình chia ra cho mỗi người bịch bịch như nè. Nhường với Chi thì 20. Tèo bích 20. Còn nhà chị Huệ với anh Chí thì mọi người chục chục hết. Nguyên số mọi người chục chục.
có em Tèo với em Nhường thì ưu tiên mỗi đứa 20, còn xì bo nữa chứ, cho xì bo thêm chục nữa. Cái này được có anh Vũ cho anh Tâm nè, hồi bữa giờ cho tới mấy con nữa mà dần lấy ba con ra kho cho anh Tâm ăn nha. Bên này Tâm thì hồi lục cua nữa nhưng mà phải có cái mặn mặn ăn vậy đó, cho nên này cá này mình đem đi kho cà để ăn cơm. Hai cua gạch lòi nha, đây cua gạch nè, cua này là bóng nha, cua này thì nó nhìn nó không có gạch nhiều nè, thấy không, nó bóng nè. Cua này thì hồi cua không có gạch mà cua không có thịt mà ăn nè, còn có con này thì cái sò bự nè. Thì cả nhà có mua cua thì bóp hai bên này đi, trứng là ngon nè. Ơi ơi, nhìn chưa, học đẹp quá nè, cua gạch nè, nó cứng nè, hai bên đều gạch. Con này cua thịt này là ngon, còn cua cá sơn này sẽ ngon hơn cua đực nhiều, nó nhỏ nhưng mà ngon hơn. Hấp cái nhà, hấp bằng cái chỗ hấp sôi nha. Bốn cua hả? Hai cua gạch, một con cua bông bóng với một con cái sò. Giờ mình chắc vô cái chỗ sò. Cái nắp đầy lại. Cái nắp của em ấy này là bên kia kìa con, cái nắp bên kia. Đó, xong. Nào mua nếp lại mẹ xôi ăn bia ơi. Hả? À? Sao vậy? Nước à? Này nước ương ương vậy đó, nó không gồng không sát mà cũng không lớn nhiều, cứ ương ương. Cá kho ông Tâm thích ăn kho vậy nè, phải có mặn mặn vậy mà lạnh. Anh xách mấy cái này về nè, của anh nè, của chị Huệ nè, của cô Hai xách về đi. Nãy em cho ăn chiên bít đồ nghĩa đồ gết đồ rồi hết rồi đó, còn xì bo đợi nó lên cho nó hùng dịch. Clap. Dịch ơi, đặt tên cho nó đi Bi ơi. Bi đặt tên cho dịch Bi. Ừ. Ơi, đây nè. Vậy anh Tâm ở trong em phải ôm mới chia. Mẹ ơi. Ai? Mẹ đang làm gì vậy? Gọt xoài cho anh Tư ăn. Cho con nữa. Ừ. Xoài này ngọt hay chua không em? Chua. Ngọt. Chua. Ngọt mà. Chua. Ăn cái gì Bình? Mua ớt hay là nước mắm? Nước mắm. Nước ớt. Mua ớt này cay. Ngày mai là hết ca, mai là không có đi học nữa rồi. Anh bây giờ bắn đi. Thầy nó nghỉ rồi, học online ở nhà rồi. Mấy cái dưới đất còn nó dơ bẻ luôn mẹ ăn được rồi đó. Còn ai ơi? Để mấy anh Tý ăn cũng vậy đúng không? Để chồng Bi. Ủa anh sao mà xài sống nó không ăn hả? Chính nó mới ăn. Nằm sát luôn.
ăn xong ăn ngồi chè sống cũng hết trơn. Tôi phải là chè chín, tôi thích mà chè sống được. Nhưng năm nay cũng tới quá trời tới nó ăn hết. Năm nay tới tới ngày của anh ấy con chị cái này anh ấy con trẻ hồi năm gọi có hai cái à, nó gừng xoài đó đó con xài đó chín ăn mới ăn con giờ xoài nó chua lắm. Cua mà hấp gì thì nó ngon, còn cua mà mình luộc á thì nó ra cái nước nó không ngon. Hấp như vậy nè, rồi lên khói ốc ốc luôn. Bữa nay nhà em hợp mặt. Đây là cái hũ mỡ nè, mỡ heo á, hàng mua hàng tán nè. Giờ mình lấy ra mình xào măng, mỡ heo xào măng nha. Để vô cái hũ này nè, mình gọng nước á, nắp lại lại. Xài, hàng xài nhiêu đây à? Nhiêu đó là đủ xài. Mình múc một giá vậy nè. Mình gọng nước, đổ đầy lại. Đi bầm thôi. Làm mấy món này bạn ăn được. Bữa nay hội tụ từ lớn tới nhỏ. Anh hai, anh ba, anh tư. Các bạn ơi, đồ vừa cho mình để tủ lạnh nha, giờ mình đổ ra. Màu lên thế nha, cho nó cùng ngọt với con ngọt đường thì chút nó mang cho ăn chút nước mắm một phân bưng luôn ít không cần phải cho muối tại cái này mình xào à vừa vừa lạc lạc để mà mình chấm nước tương á. Rồi cái lấy xuống nhắc xuống cho miếng kia vô xào xào lắm á. Rồi cho cái dĩa. Cua mà luộc xong mà dở lên mình nhìn thấy nặng là biết ngon. Cua này là không phải cua gạch nè, cua lưng lửng nè, cho nên mình dở lên nó nhẹ. Cua này cua gạch cứng. Rồi xong một dĩa. Tôm cua đừng có bới cơm con, ai ăn được gì ăn. Hồi ăn cơm cái nồi đừng bới cơm, ai ăn gì ăn. Đây cái nhà ăn cơm nha, này thằng con chú anh thiện cơm, cái này là của anh Tâm, này bác Hương, này lại anh Phúc Thảo về chị Trang chúc mừng tất cả mọi người. Cá biển cua tôm ăn nè, măng xào. Ừ. Ăn cơm sao? Nguyễn ơi, ăn tôm đi thôi. Cắt ra luôn anh. Từ từ. Vô hồn vậy làm sao nha. Cua gặp cua đó là cua bông bóng. Không, nãy mình nói cái cua này là không có thịt, không có gạch nè. Chị Trang à, cua này thường ai mà không biết cái là người ta bán cua gạch cho nè. Chứ thật sự nó có gì chứ. Mời cả nhà ăn cơm. Măng xào cho mấy cua. Con mời cả nhà ăn cơm. Mời cả nhà ăn cơm. Cái này bên Vũ cho anh thôi. Ừ. Cái này béo.
ăn gì? Thêm cái muỗng. Thêm cái muỗng đâu? Thêm cái đũa. Đũa. Ừ. Con cái bự con. Con cái bự nó mà. Phải cái này. Cua này mới nghẽ lỗ lú không? Rồi ngớt cái này, chặt cái này. Quá chặt cái này. Quá trời. Nè. Ủa con đâu rồi? Ăn đi thằng nhóc này. Nè. Bà nội ăn đi. Con này. Ở đây gạch nha. Để đây hả chút ăn. Mẹ khử cho. Cái gì? Mẹ khử áo nội lên mọi người ăn. Rau hả? Thôi gạch cứng rồi nè. Mẹ cứng không? Đủ rồi chứ ăn được chứ. Đúng rồi không? Đúng rồi. Cua ngọt. Cô khắp nữa. Rồi. Cắp lóc một thịt ra. Mời cả nhà. Măng xào. Ngon không? Ừ. Thử này. Cá này mấy anh đi biển đủ cho cá đủ mà nói gì đây. Nguyên ăn càng cua nha. Ăn thịt cua nha. Mẹ kẹp cho. Giỏi quá. Mấy mình giỏi. Giỏi quá. Nguyên cá không Nguyên? Chúc cho mẹ ăn. Cá ba giờ cá. Con ăn Nguyên nha. Rồi con ăn đi. Mẹ cho con cua nè. Mới có hết miếng cơm hả? Dạ. Dạ. Ăn càng cua đi con. Ờ, ướp cua cho. Ngon. Ta đi chơi được con mà. Ừ. Đi chơi em. Đi chơi được rồi. Lên băng đá ngồi. Băng đá ngồi thôi. Sao con? Ừ. Ăn hết miếng cơm là đi chơi được rồi đúng không? Ăn này á, đừng ăn ăn cơm trước á. Cái này no ăn không được. Mẹ cho con bắp. Ăn này rồi đi ăn hỏi ăn cơm sao? Mẹ ơi. Ơi. Cho con bắp được chưa? Có cái lúc nào? Hỏi hai mà khẩu mẹ không biết. Có con hai mà. Nào Nguyên đây nè. Mẹ ăn đi. Mà khẩu nhà nào? Bấm cái gió nào? Nào Nguyên. Đợi mẹ cho ăn nè. Nguyên. Lấy cho con nè nè đây đó nè hai hổng kìa
Rồi. Gì vậy? Nó hơi mặn. Ăn nào mà. Muối. Lên con quậy muối cho nó ngọt bình. Nước đá luôn không? Còn nước đá mà. Còn không? Nó hả? Nó ăn nước cơm hay không? Hả? Tại vì học về quá bánh bao bánh gì ta? Bánh tiêu. Bánh đó, quên cái bánh đó rồi giờ uống nước, uống ly cam nữa như thế này. Bị ngang bẻ. Cua này nó thịt nó chắc. Nào Nguyên mẹ cho nè. Đây, cho bé Nguyên. Lấy cái này ra. Nè, mời cả nhà đi. Mời cả nhà. Mời ai nữa? Bác Bảo. Ăn cua nha. Thôi rồi. Chắc nó chưa biết cái vụ kia. Mời anh em nghe xong. Không, hồi cho nó coi cái gì vậy? Anh em nha, mời anh em nha. Ủa, cho anh em nghe chứ. Cho anh nghe. Nó coi sao? Cho anh, cho cái nhà ăn này nha. Cua cái sò nào. Không, quấy. Bình ăn mấy càng Bình? Dạ. Ăn mấy càng nè. Không. Ủa cái đồ đập cái kẹt càng đó vậy? Mày mới cầm à? Là mẹ mới cầm đây hả? Nguyên, lấy đồ kẹt càng lại cho mẹ Nguyên. Đây mày kẹt càng lấy thịt ra cho con ăn nè.